Cô chào tất cả các em học sinh khối 10 trường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay cô rất vui mừng được quay trở lại cùng với các em tiếp tục nghiên cứu cái bài quốc phòng an ninh mà hôm trước chúng ta đang học. Đó là bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Vì hôm trước các em đã học về lịch sử đánh giặc của dân tộc, thì sang đến tiết này chúng ta sẵn sàng học về phần hai năm mã là truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước. Trước khi cô giảng về cái phần này thì cô xin tóm tắt lại cái phần bài hôm trước các em đã học để cho các em có điều kiện nghe lại và ghi nhớ kỹ hơn. Thì cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên mà sử sách ghi lại là cuộc kháng chiến chống quân Tần, sau đó là quân xâm lược Triều Đà. Tuy nhiên là bị thất bại và đất nước ta đã rơi vào một cái thảm họa hơn 1.000 năm phong kiến phương Bắc đô hộ. Tuy nhiên là từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 thì dân ta dưới ách thống trị của chính quyền đô hộ đã không chịu khuất phục, kiên cường, bền bỉ chống giặc ngoại xâm, quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do. Và trải qua rất nhiều những cuộc khởi nghĩa thì đến năm 938 với chiến thắng trên sông Bạch Đằng thì dân tộc ta đã giành lại được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Thì sau khi thắng giặc, Ngô Quyền lên làm vua và từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 19 thì đất nước ta phát triển trở thành một cái quốc gia cường thịnh châu Á. Và trong cái giai đoạn này chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục đứng lên để chống giặc ngoại xâm. Tuy nhiên là chúng ta do có cái sự chỉ huy tài tình của các cái vị tướng giỏi nên là cuối cùng chúng ta luôn giành được thắng lợi trong những cuộc kháng chiến này. Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ 19 thì đất nước ta lại gặp một cái kẻ thù nó hung bạo và dã man rất là nhiều, đó chính là thực dân Pháp. Pháp đã xâm lược nước ta hai lần. Lần một là năm 1858 và lần hai là năm 1945. Thì trong hai lần xâm lược này thì Pháp đã đàn áp bóc lột dân dân ta rất là thậm tệ, và những người mà đứng lên để chống lại Pháp thì Pháp đối xử rất là tệ bạc, là bắt đi tù hay là đánh đập rất là dã man. Pháp muốn chiếm nước ta trở thành thuộc địa của chúng, cho nên dân ta đã không chịu khuất phục, đã đứng lên đấu tranh giành chính quyền. Và với cái sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, thì vào cái tháng 8 năm 1945 thì có một cái cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi cho dân tộc ta, đó chính là cái cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8, và đã lập ra được nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Và các em mới biết được là khi mà đất nước ta vừa mới Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa mới lên đọc cái bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ấy, thì chỉ sau ít ngày sau thì Pháp lại quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Thì khi Pháp xâm lược lần thứ hai, với bác Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi là chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Cho nên là cả dân tộc đã nhất tề đứng lên, đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm chiến đấu đến cùng vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Và với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng một đòn quyết định đánh bại
cái cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva năm 1954, và lúc này là miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên là Pháp về rồi thì Mỹ lại phá hoại hiệp định Geneva và hất cảng Pháp để độc chiếm miền Nam Việt Nam, lập lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, và chúng muốn biến miền Nam thành cái thuộc địa kiểu mới và là căn cứ quân sự của Mỹ nhằm chia cắt lâu dài đất nước ta. Vì đất nước ta, nhân dân hai miền đã cùng nhất tề đứng lên để chống Mỹ. Thì lúc đầu Mỹ chỉ chiếm đóng ở miền Nam, sau này nó lại đưa cả quân ra miền Bắc. Và các em không biết được này, Mỹ đã dùng rất nhiều máy bay, bom, mìn, lựu đạn nhằm muốn xóa sổ đất nước Việt Nam của chúng ta. Mỹ luôn luôn muốn nắm chắc cái phần thắng vì nghĩ là mình có quá mạnh, nhưng cuối cùng thì chúng lại chịu một cái thất bại thảm hại, đó là đại thắng mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, chấm dứt cái ách thống trị hơn 100 năm của thực dân và đế quốc ở Việt Nam. Cái cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược là cái cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Và từ năm 1975 đến nay thì quân và dân ta vẫn tiếp tục phát huy cái truyền thống đấu tranh cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy là cô đã tóm tắt lại cái phần bài của hôm trước. Hôm nay là cô mời các em chúng ta mở vở và sách giáo khoa ở trang 9 ra để chúng ta sẽ học bài hôm nay. Đó, phần 2 năm mã, truyền thống giữ nước. Cái mục tiêu của cái truyền thống này, của cái bài này là giúp cho các em có trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy cái truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây chúng ta ghi phần 2 năm mã, truyền thống vẻ vang của dân tộc ta. Truyền thống bao gồm có 6 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước. Truyền thống thứ hai là lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều. Truyền thống thứ ba là truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc toàn diện. Truyền thống thứ tư là truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo. Truyền thống thứ năm là truyền thống đoàn kết quốc tế. Và truyền thống thứ sáu là truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam. Thì trong 6 truyền thống này, chúng ta sẽ học trong vòng 3 tiết. Và tiết hôm nay, cô sẽ cùng các em chúng ta tìm hiểu hai cái truyền thống đầu tiên. Truyền thống thứ nhất đó là truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước. Thì như các em đã biết là nước Việt Nam ta có một vị trí chiến lược trọng yếu ở Đông Nam Á, cho nên là có rất nhiều những nguồn tài nguyên thiên nhiên, có rừng vàng, biển bạc, có các cái mỏ than đá. Nếu như em nào đã đi Quảng Ninh rồi thì các em biết là ở Quảng Ninh là có mỏ than. Ở Việt Nam, không biết là các em có quan tâm hay không, là đã có đến 500 điểm khai thác vàng trên cả nước. Hầu hết các mỏ này đều tập trung ở miền Bắc, ở Hòa Bình, Hà Giang, ở Quảng Nam, ở Quảng Bình, vân vân. Và mỏ vàng lớn là mỏ vàng Bồng Miêu và mỏ vàng Phước Sơn. Đấy.
Ngoài ra chúng ta còn có rừng vàng, biển bạc. Em biết là ở dưới biển chúng ta ấy, không chỉ có tôm, cá, hải sản mà còn có cả dầu mỏ. Ở Vũng Tàu mình cũng có công ty khai thác về dầu khí ở dưới biển. Và các em cũng biết là những người làm ở công ty này thì họ có cái cuộc sống về vật chất là tương đối tốt, tương đối ổn định, lương của họ rất là cao. Thì vì vậy mà nước ta đã trở thành cái mục tiêu xâm lược của nhiều nước. Về đường biển ấy thì có 10 đường biển quốc tế lớn thì 5 đường đã có liên quan đến biển Việt Nam. Em biết là nước ta tuy nhỏ bé thôi nhưng rất nhiều những nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chính vì vậy mà ngay từ thời đầu dựng nước đã phải giữ nước. Kể từ cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên đến nay thì dân tộc ta đã tiến hành gần 20 cuộc chiến tranh chống quân xâm lược và bảo vệ tổ quốc, cùng với hàng trăm cái cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc. Đấy, em biết nhớ lại khi mà giặc sang xâm lược từ xưa, từ cái trận chiến đầu tiên thì dân tộc ta đã nêu cao cái tinh thần giữ nước, đấu tranh giữ nước. Đấy, khi đã bị rơi vào tay giặc rồi thì cũng quyết tâm là giành lại cái độc lập cho dân tộc, tổ chức rất nhiều những cái cuộc chiến tranh để giành chính quyền. Các em biết được là sau khi mà thắng giặc ở sông Bạch Đằng thì Ngô Quyền quyết định bỏ chức tiết độ ở xứ của phương Bắc, tự xưng vương, lập lên cái nước độc lập ngang hàng với phương Bắc và lấy cái thành Cổ Loa chọn làm kinh đô. Cái thành Cổ Loa mà do nhà vua An Dương Vương xây dựng lên. Điều đó càng chứng tỏ được cái ý chí lưu giữ truyền thống dựng nước và giữ nước lâu đời của tổ tiên ta. Đấy, khi mà có giặc sang ngoại xâm thì tất cả dân tộc đều đứng lên chống giặc. Và khi giành được chính quyền rồi thì lại bắt tay ngay vào xây dựng đất nước, trở thành một cái quốc gia cường thịnh châu Á. Và các em biết được là đầu năm 1000, xin lỗi, đầu năm 981 ấy, thì khi quân Tống kéo sang xâm lược nước ta thì theo gương Ngô Quyền lúc trước thì quân dân ta đã tiếp tục đóng cọc ở trên sông Bạch Đằng và mai phục ở đường bộ. Và cuối mùa xuân 981 thì quân xâm lược Tống đã bị đại bại. Lại một lần nữa thì cái truyền thống giữ nước đã được phát huy. Và sau nhà Đinh, nhà Tiền Lê đánh giặc giữ nước thì phát huy cái truyền thống cha ông đến nhà Lý. Lý Thái Tổ đã rời đô từ vùng núi non hiểm trở, địa bàn chật hẹp để tiến ra Hà Nội và đổi tên thành Thăng Long. Điều đó chứng tỏ thế mới của một quốc gia độc lập mà Lý Công Uẩn đã nêu trong chiếu rời đô là đóng ở trung tâm, mưu toan sự nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu mai sau. Các em biết được là dân tộc ta từ xưa đã luôn luôn nêu cao cái tinh thần dựng nước và giữ nước. Cái sự kết hợp chặt chẽ giữa dựng nước và giữ nước còn thể hiện ở trong chủ trương của nhà Lý, cái chính sách ngụ binh u nông, tức là gửi quân lính ở nhà nông nhằm vừa đảm bảo quốc phòng vừa duy trì được lực lượng sản xuất cần thiết cho nông nghiệp, xây dựng đất nước. Và các em biết là khi mà chúng ta có được cái nền kinh tế tốt rồi, có cái cuộc sống ấm no rồi thì chúng ta sẽ yên tâm để thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Cho nên là khi mà có giặc sang xâm lược thì đã có sẵn cái lực lượng hùng hậu để chúng ta nhanh chóng chống giặc ngoại xâm. Cho nên dựng nước kết hợp với giữ nước đã thấm sâu trong ý chí đề phòng của nhà Lý. Biết rõ nhà Tống chưa chịu từ bỏ tham vọng xâm lược nước ta, nhà Lý thường xuyên theo dõi chặt chẽ âm mưu của chúng và chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống Tống với một tinh thần rất là chủ động.
Trong đó chính sách đại đoàn kết dân tộc được vận dụng một cách đúng đắn và hiệu quả. Cho nên là khi mà có quân sang xâm lược thì Lý Thường Kiệt có chủ trương là ngồi đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc. Cho nên là chúng ta trong những cái trận chiến đấu chống kẻ thù thì chúng ta đều giành được thắng lợi. Và để có được những cái thắng lợi như vậy thì các em biết được là chúng ta luôn luôn phải sát sao cái vấn đề xây dựng cái nền kinh tế, dựng nước, vừa xây dựng đất nước vừa xây dựng cái nền kinh tế của đất nước đó, giúp cho đất nước đó dân được hưởng cái sự ấm no thái bình. Và khi mà một đất nước có một cái nền kinh tế mạnh rồi thì sẽ có đủ cái điều kiện để mà đầu tư cho quân sự mức tốt nhất, ta có khả năng cao để chiến thắng được các kẻ thù. Cho đây là một số cái hình ảnh mà Lý Thường Kiệt đã bắc phạt Đại Tống. Và tranh thứ hai là cái mô hình tái hiện cái cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Các em thấy trông rất là oai hùng. Đây là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực. Và đây là trong cái kháng chiến chống Pháp thì luôn luôn nêu cao cái tinh thần dựng nước và giữ nước. Khi nhân dân nghèo đói thì Bác Hồ kêu gọi là chúng ta phải không chỉ diệt giặc đói còn phải diệt thêm cả giặc dốt, tức là muốn cho người dân phát triển hơn, chúng ta đi vào học chữ Việt, bởi vì lúc Pháp sang xâm lược nước ta thì Pháp bắt dân ta là phải học theo tiếng Pháp. Lúc này là chúng ta năm 1945 vừa là đi vào sản xuất vừa phải đi vào học tập để khôi phục lại nền kinh tế. Và các em thấy được là đến bây giờ thì điều đó luôn luôn được rất là quý trọng. Trong giai đoạn chống Mỹ cũng vậy, cùng với cả nước thì Sài Gòn ngợp cờ hoa biểu ngữ ăn mừng chiến thắng, để chúng ta đã giành được chiến thắng, nêu cao được truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. Nên thời nào cũng vậy, để tồn tại và phát triển, đánh giặc giữ nước là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết và luôn gắn liền với nhiệm vụ xây dựng đất nước. Một đất nước muốn giàu mạnh và thái bình thì hai nhiệm vụ này nó phải luôn luôn được gắn liền với nhau. Và đặc biệt trong hai nhiệm vụ này thì cái nhiệm vụ xây dựng đất nước là được chú trọng hơn, bởi vì khi một đất nước đã giàu mạnh thì người dân người ta đã có cuộc sống đầy đủ ấm no thì người ta mới yên tâm để làm cái nhiệm vụ đi chống giặc. Và khi kinh tế tốt thì chúng ta mới có tiền và đầu tư mua những thiết bị quân sự cao cấp tiên tiến để chống giặc. Và anh em thấy là trên đồng lúa Việt Nam, cái biểu tượng đất nước Việt Nam rất là đẹp. Tôi yêu Việt Nam. Sau khi mà giành thắng lợi trong hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ thì đất nước ta đã chú trọng xây dựng đất nước rất là giàu và đẹp. Các em thấy từ trên cao nhìn xuống là nước ta đẹp vô cùng như một bức tranh. Nền kinh tế của nước ta cũng đã phát triển rất là tốt. Ngày xưa ấy là ông bà ta còn bị đói khổ, thiếu thốn trăm bề, nhưng bây giờ các em thấy là hầu như là chúng ta đã có cuộc sống no đủ hạnh phúc hơn ông cha ta rất là nhiều lần. Kinh tế xuất nhập khẩu của nước ta cũng là những nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên là các em thấy đây là một số những hình ảnh mà thanh niên nhập ngũ. Dù đất nước tươi đẹp và thái bình nhưng hàng năm thì luôn luôn có cái chính sách thanh niên nhập ngũ vào đầu năm. Đây là hình ảnh mà một cái chàng trai trẻ
ôm tạm biệt mẹ để lên đường thực hiện nhiệm vụ và tạm biệt người yêu. Thì các em thấy những cái bức ảnh rất là xúc động, và họ đã luôn luôn thực hiện tốt cái trách nhiệm của người công dân. Nên là hàng năm ấy, là những người trên 18 tuổi thì đều thực hiện nghĩa vụ quân sự, và ai cũng thực hiện nghĩa vụ quân sự hết. Ngày xưa ấy là chỉ có những học sinh mà không đậu đại học mà ở nhà thì sẽ được đi gia nhập quân đội. Tuy nhiên bây giờ là theo cái chính sách mới thì những học sinh đã thi đỗ vào các cái trường đại học thì vẫn có giấy gọi nhập ngũ, và độ tuổi của những học sinh đỗ đại học thì được gọi nhập ngũ nhiều hơn những người mà không đỗ đại học 2 năm, tức là đến tận năm 27 tuổi là mới hết tuổi nghĩa vụ quân sự. Sau đây là chúng ta tiếp tục sang cái truyền thống thứ hai là truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều. Thì trong lịch sử, những cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc ta đều diễn ra trong cái điều kiện có sự chênh lệch về lực lượng. Kẻ thù thường là những nước lớn có tiềm lực kinh tế, quân sự hơn ta nhiều lần. Để tiêu biểu là về lực lượng thì các em thấy là nếu mà so sánh về tương quan lực lượng thì địch mạnh hơn ta. Ví dụ như trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thì nhà Lý có 10 vạn quân thì kẻ địch có tới 30 vạn quân. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thì lúc cao nhất nhà Trần có khoảng 15 vạn quân, còn quân địch thì có tới 50, 60 vạn quân. Thời Quang Trung thì có 10 vạn quân, thì quân xâm lược nhà Thanh có tới 29 vạn quân. Đấy là về lực lượng, các em thấy là chúng ta tuy về số lượng ít hơn nhưng cuối cùng chúng ta vẫn giành thắng lợi. Còn về tiềm lực quân sự và kinh tế thì các em biết là hai cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là hai cái ví dụ điển hình nhất về cái sự chênh lệch về quân sự và kinh tế. Pháp và Mỹ có khả năng về kinh tế và quân sự là mạnh hơn ta rất là nhiều lần. Các em biết là khi lần đầu tiên Pháp đem quân sang xâm lược nước ta thì họ đã dùng những súng, trong khi đó là lúc đó người Việt ta còn chưa biết súng đạn là gì. Đấy. Và trong quá trình ở Việt Nam thì Pháp đã sử dụng rất nhiều cái trang thiết bị quân sự để đánh dân tộc ta. Và những cái vũ khí chúng ta sử dụng để chống Pháp ấy, thì chủ yếu là do trong quá trình đánh Pháp chúng ta lấy trộm được Pháp để bắn lại, chống lại Pháp. Và cái nổi bật nhất đó là trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Các em biết được là Mỹ là một quốc gia rất là mạnh, một cái cường quốc, có một cái nền kinh tế rất là giàu có, quân sự rất là mạnh. Khi sang xâm chiếm Việt Nam thì Mỹ đã dùng hơn 1.000 cái máy bay để sang xâm lược nước ta. Và chúng chuẩn bị rất là chu đáo. Chúng muốn xóa sổ đất nước Việt Nam. Hàng ngày những cái máy bay bay trên bầu trời Việt Nam rải xuống đất nước Việt Nam hàng nghìn tấn bom. Và các em biết được là cái sức công phá của mỗi một quả bom nó mạnh như thế nào. Và đến tận bây giờ vẫn còn rất là nhiều nơi vẫn còn những cái dư âm chiến tranh để lại. Đó là những cái bom ngày xưa của Mỹ. Và có nhiều những cái trường hợp là thấy quả bom ta đến gần, chúng ta có nhiều người lại còn cưa bom đi để lấy sắt để bán, thế là bom nó nổ và gây ra chết người. Để thậm chí là ở lúc cô còn nhỏ ấy, ở gần nhà cô có cái anh kia là ra cái vườn chuối thấy có cái quả bom, quả lựu đạn nhỏ nhỏ nghịch nghịch, thế là nó nổ và cuối cùng là bị hỏng mất một mắt. Đấy, cho nên là sau chiến tranh cái bom đạn Mỹ
vẫn còn rất nhiều ở Việt Nam. Và em biết là cái bom nổ chậm ấy là nó được rất là lâu đời, và khi nó nổ thì làm cho rất nhiều người chết. Và có một cái điều mà cô muốn chia sẻ cho các em, trong những cái bom rải xuống Việt Nam thì có một cái loại vũ khí hóa học mang chất độc màu da cam, đó là bom dioxin. Thì khi Mỹ rải cái bom này xuống Việt Nam thì chỉ cần là người dân hay các chiến sĩ đang đánh nhau hít phải cái khói độc là về là bị bệnh. Về khi về nhà thì cơ thể rất là lúc đầu rất là bình thường, và người ta chỉ phát hiện ra người ta mắc, người ta nhiễm cái chất độc màu da cam khi người ta lấy vợ và sinh con, hay là lấy chồng và sinh con. Thì em bé khi sinh ra là nó không được bình thường, nó bị tật nguyền, bị keo chân, keo tay, và mọi sinh hoạt của cái em bé này là không được như người bình thường, đều phải do người lớn là phục vụ. Những người đó không biết một cái gì cả. Nên là cô lúc cô còn nhỏ, cô thấy là có những cái gia đình là đẻ 4 5 người con đều có một cái gương mặt giống hệt nhau, và em biết là nhìn nó giống như là những người mà mắc cái bệnh đau, là nó còn cái gương mặt nó rất là giống nhau, tuy là thậm chí là có những người không phải anh em nhưng mà cái mặt người ta cứ hao hao giống nhau. Và những cái người này về cái khả năng lao động hay là làm việc thì không có. Và đặc biệt là những cái người này thì người ta cấm không được lấy vợ lấy chồng, vì cái chất độc đó tiếp tục sẽ truyền cho đời sau. Em biết là cái chất độc hóa học của Mỹ nó rất là ghê gớm, nó làm cho Việt Nam chúng ta rất là khổ. Tuy nhiên là cuối cùng chúng ta lại vẫn giành được thắng lợi và làm một cái điều mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, đó là đã đánh thắng được Mỹ. Sau đây cô mời các em xem cái bức ảnh chụp cái thời chiến tranh chống Mỹ, đó là hình ảnh một cô gái đi cạnh một cái tên người Mỹ rất là to cao. Các em nhìn bức ảnh thấy rằng người Việt Nam ta thì rất là nhỏ nhắn. Đấy, đứng là còn chưa đến nách của cái tên Mỹ. Đấy. Và cái dưới bức tranh này có ghi hai câu, đó là o du kích nhỏ giương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. Và các em có biết được là khi mà sau khi mà tên Mỹ này được thả về nước thì cái ông này ông luôn có một cái ao ước là sẽ được quay trở lại Việt Nam và thăm lại cái o du kích ngày xưa đã từng bắt mình. Đấy. Và một điều tuyệt vời đã xảy ra là sau khi Mỹ thua trận thì Mỹ cũng có những lời xin lỗi nước Việt Nam ta và có những cái đền bù chiến tranh cho nước Việt Nam ta. Và cái anh này sang gặp lại được cái cô thiếu nữ ngày xưa mà sau 30 năm rồi, là lúc này đã thành một phụ nữ lớn tuổi rồi. Cái bức ảnh này nó được in thành tem, và các em biết là cách đây ba bốn chục năm ấy, thì lúc đó là cái điện thoại rất là hạn chế, chứ không có thông dụng như bây giờ. Cho nên là khi mà mọi người muốn liên lạc với nhau thì người ta đều sử dụng thư tín. Người ta viết thư bỏ vào cái phong bì và ra mua cái tem thư dán vào thì bưu điện sẽ gửi đi đến tay người nhận. Không biết là trong các em từ bé đến giờ đã có bạn nào viết thư cho người thân của mình chưa? Bởi vì là khi các em lớn lên là đã có điện thoại và chúng ta chỉ cần bấm gọi điện thoại là có thể gặp ngay người thân của mình ở xa. Cho nên là rất là dễ. Ngày xưa là không có những cái thư tín như vậy. Người ta viết thư và các em biết là có những cái lá thư mà phải bao nhiêu năm mới được đến tay cái người nhận. Và khi mà cái bức thư được dán cái tem thì có thể nó được đi khắp nơi trên thế giới, và cái tem thư này nó đã được gửi đi 167 quốc gia trên thế giới. Đây cũng là một cái điều mà Việt Nam muốn khẳng định với cả thế giới, đó là con người Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng có thể làm được những cái việc mà người khác khó có thể làm được.
Điều này là cả thế giới đã phải công nhận và ngưỡng mộ Việt Nam chúng ta. Đây là cái bức ảnh để nói về cái tương quan lực lượng, cái khả năng quân sự của chúng ta và Mỹ, nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Em quan sát là Mỹ là bay rất nhiều những cái máy bay ở trên bầu trời Việt Nam, và những cái lính nhảy dù tương đối là đông, toàn là những người đã được đào tạo trong chiến tranh rất là tài giỏi. Còn Việt Nam ta thì lại hoàn toàn khác, không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng tham gia đánh giặc. Lúc đấy là cả đất nước đều đánh giặc hết. Em thấy là những người phụ nữ lớn tuổi vẫn nằm để chiến đấu với kẻ thù, và thậm chí là có những người lớn tuổi già rồi và vẫn có thể bắn rơi được máy bay của địch. Điều đó cả nước Mỹ phải xôn xao, rung động công nhận là Việt Nam có quá nhiều anh hùng. Cho nên là vì thế mà lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều, lấy số lượng cao thắng số lượng đông, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân để đánh giặc đã trở thành truyền thống trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. Đây là hai cái truyền thống đầu mà các em sau khi mà chúng ta học, chúng ta thấy được là dân tộc ta đã giỏi như thế nào, ông cha ta ngày xưa đã giỏi như thế nào. Và cũng mong rằng các em sẽ tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu, học tập tốt để theo gương ông cha ta ngày xưa, để thực hiện tốt được cái nhiệm vụ của mình là tiếp tục xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn thực hiện được cái nghĩa vụ quân sự của mình đối với đất nước. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cô mong là các em ghi chép đầy đủ và chụp lại để gửi cho cô. Tiện đây cô cũng có một cái chia sẻ mà cho các em, đó là cái đợt vừa rồi là có một bạn tên là Tô Việt Anh ở lớp 10A6, làm cô rất là bất ngờ là bạn ấy ghi chép rất là đầy đủ, sạch sẽ và làm bài tập nộp cho cô rất là sớm, đến tận 12 trang. Nên cô rất là hạnh phúc và rất là mong là tất cả các em đều yêu thích học môn quốc phòng, để chúng ta trở thành, sau này chúng ta sẽ trở thành những người tốt cho xã hội. Hôm nay bài học chúng ta dừng tại đây. Cô xin chào tất cả các em.